Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, Đức Phật có dạy rằng nhân duyên giúp cho vợ chồng đến được với nhau. Vậy nên hai người đến được với nhau cùng xây dựng được hạnh phúc, gia đình êm ấm thì không thể thiếu được sự hòa hợp của đôi bên. Theo các chuyên gia tử vi tướng số, việc hai người có thể phù hợp để kết hôn hay không sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng về cơ bản thì dựa vào cung mệnh của gia chủ có thể xác định đúng đến hơn 95% về sự hòa hợp của hai vợ chồng trong suốt hành trình trong năm này. Một số cặp đôi sinh ra đã được chờ định sẵn là xung khắc mọi bề, nếu lấy nhau thì làm gì cũng đổ vỡ, tìm kiếm được như núi rồi cuối cùng cũng bị cuốn trôi đi hết, cuối cùng lại hoàn tay trắng. Thậm chí một số cặp đôi xui xẻo hơn, cứ lấy nhau là âm dương cách biệt, mỗi người một nơi. Xin sự trợ duyên. Được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cặp đôi phạm ngũ quỷ, lấy nhau khổ một đời, gia đình ly tán, sinh ly tử biệt. Đó là những cặp con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, trong tử vi đầu số, cung ngũ quỷ là một trong bốn hướng xấu theo quan điểm của bát trạch. Cung ngũ quỷ thuộc sao Liêm Trinh, đây là một hướng rất xấu chủ về đem đến những chuyện quỷ quái, bệnh hoạn, tai nạn liên tiếp xảy đến, vợ chồng hay gặp trắc trở. Cung ngũ quỷ sẽ gây ra điểm xấu đến không tạo được gia tính nhất quán và thiếu sự đồng bộ giữa các phương vị trong không gian và quái mệnh. Cung ngũ quỷ còn có thể gây ra đại họa trong việc kết hợp giữa quái mệnh nữ giới và nam giới trong kết hôn. Chính vì vậy mà khi xây nhà và cưới hỏi cần tránh cung ngũ quỷ. Cung mệnh là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu để xem tuổi kết hôn của hai vợ chồng có hợp nhau không. Dựa vào năm sinh, người ta chia nam nữ có 8 cung khác nhau, bao gồm Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn, Khảm, Cấn, Chấn. Nếu hai tuổi của vợ chồng và chồng khi ở trong nhóm sinh khí, phúc đức, thiên y, phục vị thì sẽ rất tốt. Điều này báo hiệu một cuộc hôn nhân bền vững, con cái ngoan hiền, công danh sự nghiệp phát đạt. Ngược lại cực kỳ xấu nếu tuổi của vợ chồng và chồng thuộc vào nhóm ngũ quỷ, lục sát, họa hại, tuyệt mạng. Cặp đôi khốn đốn, công danh sự nghiệp bất thành, nguy hiểm hơn có thể tai ương, tật ách, thê thảm, nửa đời sanh ly, căn kiếp, đa chân, lận đận, duyên nợ, lìa tan. Những cặp vợ chồng phạm ngũ quỷ bao gồm những cặp sau. Cặp đầu tiên ta xét là cặp chồng càn vợ chấn. 1. Chồng cung càn vợ cung chấn thuộc ngũ quỷ với cặp đôi chồng càn vợ chấn, duyên nợ lận đận kém suôn sẻ. Hai vợ chồng chưa thực sự hài hòa và tìm được tiếng nói chung. Cuộc sống sau hôn nhân khó bề hạnh phúc vì tình cảm bất ổn, chuyện tiền bạc cũng khó khăn, gia đình dễ rơi vào cảnh túng thiếu, bao gồm những cặp con giáp sau. Chồng cung càn 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Vợ cung chấn 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Đó là cặp ngũ quỷ đầu tiên, nếu các bạn đang ở trong những cặp này có ý định kết hôn thì dừng lại ngay còn kịp. Cặp thứ hai ta xét là cặp chồng cung khôn lấy vợ cung tốn. 2. Chồng cung khôn vợ cung tốn thuộc ngũ quỷ. Với cặp đôi chồng cung khôn vợ tốn này, tử vi cho thấy số phận hai người long đong lận đận, cực khổ vất vả vô cùng. Nhiều lúc tưởng chừng đã sắp thành công thì chỉ một bất trắc nhỏ cũng khiến cho tất cả đổ vỡ. Theo tử vi ngày nay.com, cuộc sống gia đình kém an yên, con cái bất hòa, gia đạo lục đục, tình cảm vợ chồng, con cái lạnh nhạt. Đó là những cặp con giáp sau. Chồng cung khôn 1926 Bính Dần, 1932 Nhâm Thân, 1935 Ất Hợi, 1941 Tân Tỵ, 1944 Sát Thân, 1950 Canh Dần, 1953 Quý Tỵ, 1959 Kỷ Hợi, 1962 Nhâm Dần, 1968 Mậu Thân, 1971 Tân Hợi, 1977 Đinh Tỵ, 1980 Canh Thân, 1986 Bính Dần, 1989 Kỷ Tỵ, 1995 Ất Hợi, 1998 Mậu Dần, 2004 Sát Thân, 2007 Đinh Hợi, 2013 Quý Tỵ, 2016 Bính Thân. Vợ cung tốn 1935 Ất Hợi, 1944 Sát Thân, 1953 Quý Tỵ, 1962 Nhâm Dần, 1971 Tân Hợi, 1980 Canh Thân, 1989 Kỷ Tỵ, 1998 Mậu Dần, 2007 Đinh Hợi, 2016 Bính Thân, 1926 Bính Dần. Khi nam mệnh và nữ mệnh thuộc các tuổi trên kết hợp với nhau cũng phạm vào ngũ quỷ, cần phải lưu ý. Cặp đôi tiếp theo ta xét là cặp chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài.
3. Chồng cung ly, vợ cung đoài thuộc ngũ quỷ. Hai người này nên duyên vợ chồng, tiền bạc dồi dào, hưng vượng vô cùng, tuy nhiên phải chịu khá nhiều vất vả, bỏ nhiều công lao mới làm nên cơ nghiệp. Tuy nhiên trung vận dễ xảy ra nhiều chuyện trắc trở, tiền bạc nửa đời người theo đó mà tiêu tan trong chớp mắt, bao gồm những tuổi sau. Chồng cung ly 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Vợ cung đoài 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Khi nam mệnh và nữ mệnh thuộc cặp này kết hợp với nhau bị phạm ngũ quỷ, cần hết sức lưu ý. Cặp đôi tiếp theo ta xét đến là cặp chồng cung đoài lấy vợ cung ly. 4. Chồng cung đoài, vợ cung ly thuộc ngũ quỷ. Chồng cung đoài mà lấy vợ cung ly thì duyên kiếp mỏng manh, hai người chẳng những không hỗ trợ được cho nhau mà còn có khiến cho đôi bên cùng lụi bại. Sự nghiệp gặp nhiều cản trở, mưu sự khó thành, công danh khó bề thăng tiến, bao gồm các cặp sau. Chồng cung đoài 1930 Canh Ngọ, 1939 Kỷ Mão, 1948 Mậu Tý, 1957 Đinh Dậu, 1966 Bính Ngọ, 1975 Ất Mão, 1984 Giáp Tý, 1993 Quý Dậu, 2002 Nhâm Ngọ, 2011 Tân Mão. Vợ cung ly 1931 Tân Mùi, 1940 Canh Thìn, 1949 Kỷ Sửu, 1958 Mậu Tuất, 1967 Đinh Mùi, 1976 Bính Thìn, 1985 Ất Sửu, 1994 Giáp Tuất, 2003 Quý Mùi, 2012 Nhâm Thìn. Đó là cặp con giáp thứ tư. Cặp thứ năm ta xét là cặp chồng cung Trấn lấy vợ cung Càn. 5. Chồng cung Trấn lấy vợ cung Càn thuộc ngũ quỷ. Nếu hai vợ chồng mà người nam cung Trấn, người nữ cung Càn thì ở bên nhau chỉ mang thêm sầu muộn. Theo các chuyên gia chia sẻ thì cuộc sống gia đình nhiều biến cố, xáo trộn, tình cảm hai người cũng không được bền chặt, tranh cãi, mâu thuẫn liên miên, có điểm báo đứt gánh giữa đường, chia lìa đôi ngả. Đó là những cặp con giáp sau. Chồng cung Trấn 1925 Ất Sửu, 1934 Giáp Tuất, 1943 Quý Mùi, 1952 Nhâm Thìn, 1961 Tân Sửu, 1970 Canh Tuất, 1979 Kỷ Mùi, 1988 Mậu Thìn, 1997 Đinh Sửu, 2006 Bính Tuất, 2015 Ất Mùi. Vợ cung Càn 1928 Mậu Thìn, 1937 Đinh Sửu, 1946 Bính Tuất, 1955 Ất Mùi, 1964 Giáp Thìn, 1973 Quý Sửu, 1982 Nhâm Tuất, 1991 Tân Mùi, 2000 Canh Thìn, 2009 Kỷ Sửu, 2018 Mậu Tuất. Đó là cặp đôi thứ 5, cặp thứ 6 ta xét đến là chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn. 6. Chồng cung Tốn, vợ cung Khôn thuộc ngũ quỷ. Nếu hai vợ chồng nam mệnh cung Tốn mà nữ mệnh lại cung Khôn thì hôn nhân kém bề hạnh phúc. Tuy hai người quả thực có duyên vợ chồng nhưng vì nhiều lẽ mà ở bên nhau không được thuận hòa, phần nhiều là do vấn đề tài chính, cuộc sống khó khăn. Tới tuổi trung niên có điểm báo ly tán, tình cảm đổ vỡ, bao gồm những tuổi sau. Chồng cung Tốn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Vợ cung Khôn 1924 Giáp Tý, 1933 Quý Dậu, 1942 Nhâm Ngọ, 1951 Tân Mão, 1960 Canh Tý, 1969 Kỷ Dậu, 1978 Mậu Ngọ, 1987 Đinh Mão, 1996 Bính Tý, 2005 Ất Dậu, 2014 Giáp Ngọ. Đó là cặp ngũ quỷ thứ 6, cặp thứ 7 ta xét là cặp chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm. Chồng cung Cấn, vợ cung Khảm thuộc ngũ quỷ, cặp đôi này có thể phải chịu cảnh đứt gánh giữa đường, đời sống hôn nhân nhiều nốt trầm ảm đạm, vận số tình duyên có thể phải rời đời hai lần, nếu không sẽ vướng vào hoạn nạn, khó có thể thoát khỏi kiếp vất vả, nguy nan, bao gồm các cặp con giáp sau. Chồng cung Cấn 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1992 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần. Vợ cung Khảm 1932 Nhâm Thân, 1941 Tân Tỵ, 1950 Canh Dần, 1959 Kỷ Hợi, 1968 Mậu Thân, 1977 Đinh Tỵ, 1986 Bính Dần, 1995 Ất Hợi, 2004 Giáp Thân, 2013 Quý Tỵ. Đó là cặp ngũ quỷ thứ 7, cặp cuối cùng ta xét là cặp chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn.
Chồng cung khảm vợ cung cấn thuộc ngũ quỷ, cặp đôi này đến với nhau dễ vướng vào nhiều chuyện rắc rối. Chồng cung khảm vợ cấn xem tuổi vợ chồng thì có điểm tài lộc tiêu tán, nếu không có đối sách cụ thể để giữ tài lộc tích tụ thì có thể bao nhiêu tiền của tích tụ giàu sang cũng ra đi, lâm vào cảnh trắng tay phá sản. Thử tạo bình tài lộc để hút tiền bạc của cải vào nhà nhé. Con cái cần cho vào khuôn khổ, nuôi dạy chu đáo, nếu không dễ xa chân lỡ bước, đi vào con đường sai trái, bao gồm những cặp con giáp sau. Chồng cung khảm 1927 đinh mão, 1936 bính tý, 1945 ất dậu, 1954 sáp ngọ, 1963 quý mão, 1972 nhâm tý, 1981 tân dậu, 1990 canh ngọ, 1999 kỷ mão, 2008 mậu tý, 2017 đinh dậu. Vợ cung cấn 1930 canh ngọ, 1939 kỷ mão, 1948 mậu tý, 1957 đinh dậu, 1966 bính ngọ, 1975 ất mão, 1984 sáp tý, 1993 quý dậu, 2002 nhâm ngọ, 2011 tân mão, 1990 canh ngọ, 1999 kỷ mão, 2008 mậu tý, 2017 đinh dậu, 1927 đinh mão, 1936 bính tý, 1945 ất dậu, 1954 sáp ngọ, 1963 quý mão, 1972 nhâm tí, 1981 tân dậu. Đó là cặp con sắp cuối cùng bị phạm ngũ quỷ. Thưa quý vị, nếu hai người muốn tiến tới hôn nhân mà phạm phải cung ngũ quỷ sẽ mang đến những điều không tốt cho vợ chồng. Cụ thể là cuộc sống hôn nhân xảy ra nhiều bất ổn, gia đình hay xảy ra mâu thuẫn, công việc làm ăn bị trở ngại, gây ảnh hưởng xấu đến kinh tế của gia đình. Vợ chồng phạm phải cung ngũ quỷ, công việc làm ăn khó khăn, con cái cũng chịu nhiều ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, nếu hai vợ chồng rơi vào cung ngũ quỷ trong hôn nhân thì cần tìm cách hóa giải sớm càng tốt. Như chúng ta đã biết, chuyện vợ chồng là nhân duyên tiền định, đôi khi khó tránh cũng không được. Nhưng đó là thiên duyên hay nghiệp duyên thì còn phụ thuộc vào phúc phận của mỗi chúng ta. Nếu phúc dày sẽ có cơ hội tránh được những hung họa này, còn phúc mỏng thì vạn sự tùy duyên. Trong phong thủy, để tăng phúc trợ duyên và để hóa giải những cặp con giáp lấy nhau phạm ngũ quỷ, các bậc thầy phong thủy vẫn khuyên dùng những pháp khí của nhà Phật như Bát Bảo Tâm Kinh hay Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mặt trước có khắc hình bát bảo trên bông hoa sẽ, mặt sau là thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi mang theo vật phẩm bên mình sẽ được thần Phật che chở, độ mạng, tăng phúc, trợ duyên, hóa giải những xung khắc xấu đến với mỗi chúng ta, nhất là những cặp vợ chồng phạm ngũ quỷ, giúp cho cuộc sống được bình an, hạnh phúc. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những cặp đôi phạm ngũ quỷ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.